rồi mẹ vẫn chạy sang để rằng. Mẹ đứa này thì lại chơi vòng. Mẹ đi rồi. Công nhận xã hội hóa được như thế thả ra hay nhỉ anh nhỉ? Không phải lo. Chó nhà em ở nhà, úi dồi ôi, mà thấy mà người lạ thì thôi rồi luôn, nó vồ luôn ấy. Kiểu như là em nuôi nhiều kiểu trại anh, phải nhốt suốt đấy. Anh nuôi chơi như này, xã hội hóa được như thế này, chơi hay. Hai con này đều được. Hai con nào chơi, nuôi đông to. Đúng rồi, có một con hôm trước là anh thả ra đấy, hôm em quay đấy. Về có anh hỏi con đấy luôn. Con đấy là con bên tay trái, con đỏ hơn đấy nhỉ anh nhỉ? Con đỏ này. Đây con đỏ đuôi dài đây đây. Con kia đuôi bông to à. Nói chung là con mỗi con một vẻ luôn. Cứ rằng nhau suốt thôi. Có cái này. Mà đây nó là chưa bao giờ ra ngoài đấy. Từ lúc nó đẻ ra. Ra ngoài từ nhiều chép mù mà. Con này là từ đầu luôn rằng với con mẹ luôn. Này nó ham. Mặt đen xì luôn ấy. Mặt đen, quần đen. Rồi đầu đen. Còn một bên luôn. Đây, quay riêng cái đi. Đây là một con cái đầu tiên này. Gầm đen, lồng bốn chân đen. Mặt của nó tai dựng thẳng tắp luôn ấy. Đây, con này thần kinh căng cắn từ đầu đến cuối này.